Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì con rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là chị Tống Cao Quỳnh, trao tặng đến cho các bà con xóm Khmer 100 thùng mì. Hôm nay thì con đang có mặt ở Cồn Bà Hòa, chỗ tập quá của cô Chính Nghĩa, để mà chuẩn bị mình đi mua mì để mà phát cho các bà con dân tộc Khmer nha. Bây giờ thì mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng vào trong cô Chính để mà mình mua mì. Dạ. Ở đây thì tiệm cô Chính á, cũng khá là lớn luôn, có bán đầy đủ hết các loại mì luôn. Giờ con đi lên. Chào cô Chính. Giờ cô Chính có con chó nhỏ. Cô đến đây mua gì? Con muốn mua mì á cô Chính. Ôi chỗ cô Chính là con thấy bán đầy đủ quá ha. Cái gì cũng có hết. Ở đây cô Chính có bao nhiêu loại mì không cô Chính? Nhiều. Nhiều loại ha. Rồi mì gì với mì gì? À con, cô Chính tư vấn cho con vài loại mì nha. Con thấy cô Chính đang chống tay lên mì ba miền kìa. Cho con coi thử cái thùng mì ba miền với. Mì này là cô Chính bán bao nhiêu một thùng? 75. Chị xin lỗi chúng em, 75.000 một thùng ha. Đây là mì ba miền. Thường con thấy mọi người cũng hay thích ăn mì ba miền á. Còn ở đây cô Chính có cô mì không? Có. Cũng có cô mì á. Một thùng cô mì là bao nhiêu cô Chính? 75.000 cũng bằng giá. À hai cái bằng giá luôn. Cũng nhiều loại ha. Ba miền, cô Chính cho con xem thùng cocomi với. Cocomi ba miền. Tiệm tạp hóa cô Chính là con thấy lâu đời lắm rồi đúng không? Lâu rồi. Nhớ là lâu lắm, từ lúc con còn nhỏ tới giờ luôn á. Chỗ này là cất chắc cũng lâu lắm rồi. Còn cái này là cocomi cũng 75 luôn. Hai cái đều bằng giá với nhau. Tại vì cái này là 77.000 lận. Dạ. Mà tại vì cô lấy trước cô bán 75 bằng giá với ba miền. Giống như là thường là mình lấy lúc đó nó rẻ thì mình vẫn giữ nguyên giá cũ luôn. Đúng rồi. Mặc dù là bây giờ thì nó lên là 77 rồi. Dạ, chửi cô Chính rất là được luôn. Nhưng mà chắc con sẽ lấy ba miền á, tại con thấy mấy cô chú dân tộc Khmer thích cái loại mì này hơn á. Không, đúng rồi, cái này là thích đó. Dạ. Thích ăn lắm. Vậy con sẽ lấy cái thùng mì ba miền này 75.000. Con sẽ đặt cô Chính là 100 thùng. Chỗ cô Chính là có đủ 100 thùng không cô Chính? Đủ. Ồ, đủ 100 thùng luôn. Nào giao. Dạ, chắc là ngày mai á, nhưng mà chỗ con sẽ tới lấy luôn á, tại vì con di chuyển đi xa á cô Chính, phải qua đò, qua phà rồi đi vô tuốt trong chùa Khmer nữa. Cho nên là chắc con sẽ nhờ người đến lấy á, rồi giao vô trọng giúp cho con luôn. Dạ, 75.000 hả cô Chính? 75.000. Vậy là 100 thùng là 7.500.000. Dạ, con gửi tiền cho cô Chính luôn nha. Cô Chính cầm giùm con. Dạ, 1, 2, 3, dạ, 4, dạ, 5, 6, dạ, 7.500.000. Này đang mì ăn liền đúng không? Dạ, mì ăn liền. Cảm ơn cô Chính nhiều lắm nha. Dạ. Ngày hôm nay thì nhóm của tụi em thật sự rất là vui mừng và hạnh phúc luôn nha chị Tống Cao Quỳnh ơi. Để mà thay mặt cho chị gửi tặng 100 phần quà đến tặng cho các bà con dân tộc Khmer nha. Trước lúc mà tụi em vô thì bà con cũng đã xếp hàng và đứng đợi rất là trật tự và đầy đủ ở đây luôn. Bây giờ thì xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn mình cùng tiến về phía trước nha. Dạ. Dạ, chị Tống Cao Quỳnh thì cũng giống như lời của chị đã dặn thì mấy chị em tụi em đã đi mua mì nè để mà gửi tặng cho bà con. Thì ở đây một thùng mì tụi em mua với giá là 75.000 đồng, tổng cộng 100 thùng thì có giá là 7.500.000 đồng, cộng với lại là 150.000 tiền vận chuyển nữa. Tổng cộng cái phần quà chị gửi đến cho bà con ngày hôm nay thì có giá là 7.650.000 để mà gửi tặng đến cho tất cả mọi người nha. Dạ, không biết là mấy cô, mấy chú hôm nay đến đây nhận quà có vui không ạ? Vui. Cho con xin một tràng vỗ tay nha. Dạ, thì năm mới cũng đã đến rồi thì cũng kính chúc cho tất cả các cô, các dì, các chị ở đây một năm mới thì sẽ có được thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Dạ, giờ thì mấy chị em tụi em sẽ bắt đầu phát quà cho chị ơi. Dạ, đây chúc bà nhiều sức khỏe nha. Bên nào em thử bên nào? Dạ, bên đây đi chị. Dạ rồi, gửi tặng cho ba. Dạ, chúc bà nhiều sức khỏe ạ. Dạ, chị Tống Cao Quỳnh gửi tặng cho ba nha. Cảm ơn nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ đây, gửi tặng cho ba. Đây, đây là phần quà của cô. Dạ, con cảm ơn cô. Chị Tống Cao Quỳnh gửi tặng nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chúc nhiều sức khỏe ạ. Dạ đây, gửi tặng cho cô ạ. Cảm ơn cô. Dạ đây. Dạ, gửi tặng cho cô ạ. Chúc nhiều sức khỏe nha cô. Cảm ơn cô. Dạ. Chúc con năm mới nhiều niềm vui nha. Rồi, cảm ơn cô. Chị Tống Cao Quỳnh gửi tặng.
tặng à. Dạ đây gửi tặng cho bà nha. Dạ chúc bà nhiều sức khỏe ạ. À. Dạ con cảm ơn. Chúc thật nhiều sức khỏe. Dạ đây. Chúc mừng chị. Dạ chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Dạ chúc nhiều sức khỏe nha. Đây gửi tặng cho gia đình của mình à. Chúc nhiều sức khỏe ạ. À. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha chị. Dạ gửi tặng cho cô nha. Rồi đây gửi tặng cảm cho bà nha. Dạ cô ba cô hết trơn luôn. Cảm ơn. Cảm ơn. Nhân cho bé hiền trước đi. Đây gửi tặng cho em. Mẹ là chị em ơi. Chú phiếu giùm con. Đừng nên chen hẹn vậy nha chú. Dạ. Làm luôn đi. Dạ đây gửi tặng cho bà nha. Chúc nhiều sức khỏe ạ. À. Cảm ơn nha. Dạ. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Dạ cảm ơn ạ. Dạ đây gửi tặng cho cô nha. Rồi đây là phần của em nha. Giỏi quá. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng. Dạ đây con gửi. Dạ gửi tặng cho cô nha. Chúc cô năm mới nhiều niềm vui. Dạ chúc nhiều sức khỏe ạ. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng cho gia đình em nha. Đây đây là phần quà của em. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn ạ. Đây chúc em năm mới vui vẻ nha. Dạ gửi tặng cho chú ạ. Rồi gửi tặng cho em nha. Dạ năm mới nhiều sức khỏe nha cô. Gửi tặng cho em nha. Đây chúc nhiều sức khỏe ạ. Dạ chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Cảm ơn cô nhiều. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ con gửi. Cảm ơn cô chị nha. Dạ đây của chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Dạ em gửi rồi. Chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ đây đây là phần quà của mình ạ. Dạ gửi tặng cho chú nha. Dạ gửi tặng cho cô ạ. Chúc nhiều sức khỏe nha cô. Cảm ơn chị. Đây gửi tặng cho em. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Cô hết nha. Dạ đây con gửi cho cô nha. Trong chị. Chúc nhiều sức khỏe ạ. Dạ chúc cô nhiều niềm vui nha. Chúc mấy cô năm mới vui vẻ. Dạ cảm ơn chú. Dạ đây con gửi cho cô nha. Đây của em. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Đây con gửi cho cô ạ. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi cho cô nha. Dạ gửi tặng cho chị ạ. Chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ gửi tặng cho bà nha. Dạ chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Chúc nhiều sức khỏe chú ạ. Dạ chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ con gửi cho cô nha. Rồi gửi tặng cho em. Dạ chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng ạ. Cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Ở đây con gửi ạ. Dạ. Cảm ơn chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha cô. Ô Quỳnh. Dạ ô Quỳnh. Dạ gửi tặng cho mình nè. À. Chúc nhiều sức khỏe chú ạ. À. Dạ. Cảm ơn. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng cho mình nha. Dạ đây gửi tặng cho cô ạ. À. Chúc nhiều sức khỏe nha. Chúc em bé mau ăn chóng lớn. Cảm ơn. Dạ chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng. Rồi gửi tặng cho gia đình của mình nha. Dạ đây con gửi cho chú ạ. À. Con cảm ơn. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha cô. Dạ con gửi cô ạ. À. Đây à, chú ơi đây con gửi chú ạ. À. Chúc nhiều sức khỏe chú nha. Dạ con gửi chú. Dạ con gửi cô ạ. À. Dạ chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng nha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ năm mới vui vẻ nha chị. À còn lại bao nhiêu phần nữa chị hả? Chín phần nữa. Dạ. Chú con đây nè. Dạ đây con gửi cho chú ạ. À. Chúc nhiều sức khỏe chú nha. Cảm ơn. Dạ chúc nhiều sức khỏe ạ. À. Chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng cho mình ạ. À. Đây, đây là phần quà của em. Còn lại 2, 3, 4, 5. Dạ, chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng ạ. À. Dạ, chúc nhiều sức khỏe nha. Dạ, chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng cho mình nha. Dạ, gửi tặng cho cô ạ. À. Dạ. Còn một người cuối cùng nữa thôi. Chú lại trễ hả? Chú? Tưởng đâu chưa ai lại. Dạ, của chị Tấm Ngân Quỳnh gửi tặng ạ. À.
Dạ, chị ơi, ngày hôm nay thì ba chị em tụi em thật sự rất là vui luôn khi mà được thay mặt cho chị để mà gửi tặng 100 phần mì đến tặng cho các bà con ở đây nha. Thì kính chúc cho chị cũng như là đại gia đình một năm mới sẽ có được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công hơn trong cuộc sống ạ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.